Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip này, mình sẽ nói tiếp Digital Transformation trong series Bank và Fintech. Trong tập ngày hôm nay, chủ đề sẽ nói về sản phẩm số Digital Product. Sản phẩm số là gì? Sản phẩm số là một cái chương trình máy tính với một giao diện được liên kết. Có thể phục vụ cả khách hàng bên trong và bên ngoài một sản phẩm kỹ thuật số khác với một dự án kỹ thuật số nó cũng là khác biệt với dịch vụ giao diện kỹ thuật số thì ở đây các bạn thấy là đầu tiên các bạn nên hiểu sản phẩm số thì bản chất nó cũng chỉ là một cái phần mềm mà thôi một cái phần mềm nó phục vụ một cái mục đích nào đó bên cạnh đó thì các bạn thấy là sản phẩm số thì nó có thể là chúng ta làm sản phẩm để mà phục vụ cho khách hàng bên ngoài và cho khách hàng bên trong thì các bạn nên hiểu là về việc phát triển sản phẩm á, thì chúng ta sẽ có hai khía cạnh một là thực hiện các sản phẩm cho internal tức là cho phục vụ trong nội bộ công ty hai là sản phẩm đó sẽ có thể bán ra bên ngoài có thể phục vụ cho khách hàng bên ngoài ngoài ra thì các bạn thấy nói về sản phẩm số thì không phải lúc nào nó cũng chỉ là một cái giao diện đôi khi chúng ta có thể thấy là có rất nhiều dạng dạng sản phẩm số nó mang tính là một cái nền tảng tích hợp nó mang tính là một cái ví dụ như là API chẳng hạn thì các bạn thấy nó chỉ là một cái back end thôi nó chỉ là một cái phương thức tích hợp giữa hệ thống này với hệ thống khác thôi và bản thân nó cũng là một sản phẩm số nó cũng là một cái giải pháp số tại vì nó sẽ giải quyết một cái vấn đề gì đó cho tổ chức cho doanh nghiệp và đôi khi là trả khách hàng là cá nhân nữa rồi thì, thì tiếp theo á thì các bạn nên hiểu là các bạn có thể nói là chúng ta làm sản phẩm số tức là chúng ta làm phần mềm nhưng mà chúng ta làm phần mềm thì không nhất thiết là chúng ta sẽ làm sản phẩm số tại vì phần mềm nó có thể thực hiện cho rất là nhiều cái vấn đề khác nhau và phần mềm đôi khi nó phần mềm là một khái niệm rất là rộng các bạn và phần mềm đôi khi đó là cả chúng ta có thể làm cả một hệ thống quản lý chúng ta có thể làm một cái uh, vấn đề gì đó để mà chúng ta có thể thực hiện một cái công việc cụ thể hay là chúng ta làm một cái phần việc điều khiển một cái lò nước làm điều điều khiển một cái tủ lạnh thông minh thì bản chất nó là một cái phần nó là một cái một cái module một cái phần gì đó trong một cái sản phẩm số bự thôi chứ nó thực sự nó cũng không phải là một sản phẩm số sản phẩm số cần đi kèm với quy trình nghiệp vụ trên nền tảng số Ờ, cái đây là một cái mà mọi người rất là hiểu lầm trong quá trình chúng ta làm mọi người thường hiểu là chuyển đổi số chúng ta là sản phẩm số thì chúng ta tư duy theo góc độ là tư duy truyền thống tư duy theo góc độ là cứ cứ mang cái quy trình bình thường lên quy trình số rồi đương nhiên thì nó áp dụng là gọi là làm sản phẩm số gọi là là chuyển đổi số ở các video trước mình cũng đã nói ra cho các bạn rồi là chúng ta phải có một cái quy trình số quy trình xử lý số đi kèm Chứ không thể nào mà chúng ta có thể áp dụng được cái quy trình bình thường, quy trình truyền thống lên rồi các bạn có thể sử dụng một cách mượt mà đâu, rất là khó và cũng như là đôi khi nó không đáp ứng được cái cái vấn đề gọi là chuyển đổi số. Cho nên là sản phẩm số luôn phải đi kèm với một cái quy trình nghiệp vụ trên tầng thẳng số chứ không thể nào hai cái này mà không mà tách bạch ra chắc chắn là các bạn sẽ bị chuyển đổi số thất bại. Bên cạnh đó thì các bạn cần phải đáp ứng các điều kiện về pháp luật và cũng như là quản trị rủi ro. Thứ nhất là trên thế giới số trong cái, trên cái môi trường số thì các bạn thấy là chúng ta có rất là nhiều cái quy định pháp luật chưa hề có chúng ta chưa hề có quy định pháp luật chúng ta chưa hề có bất kỳ một cái hướng dẫn nào của các cơ quan chính phủ cơ quan nhà nước cơ quan pháp luật về việc mà chúng ta làm sao để mà thực hiện trên cái uh, chuyển đổi số sử dụng sản phẩm số như thế nào thực hiện các cái quy trình số như thế nào chúng ta chưa có À, tiếp theo là quản trị rủi ro à, cái gì chúng ta cũng phải có rủi ro và sản phẩm số nó càng có nhiều rủi ro nữa tại vì chúng ta thực hiện trên số và chúng ta có rất là nhiều nguy cơ về mặt thao tác nguy cơ về mặt rủi ro về mặt con người về mặt bên trong bên ngoài rủi ro về mặt quy trình rủi ro về mặt ui ux vân vân và đôi khi rủi ro về mặt pháp luật nữa cho nên là cái việc mà chúng ta làm phải sản phẩm số chúng ta phải có rất là nhiều yếu tố quan tâm chứ không phải là chúng ta cứ thấy là chúng ta trong quy trình thực tế nó như thế nào chúng ta lại chuyển đổi số như vậy Chúng ta có một số loại sản phẩm số, à, mình tạm chia ra làm bốn dạng sản phẩm số ha. Đầu tiên là dạng sản phẩm số độc lập. Thứ hai là sản phẩm số mang tính hỗ trợ. Thứ ba là nền tảng kết nối và cuối cùng là tài sản số. Sản phẩm số mang tính độc lập là sao? Tức là chúng ta xây dựng những cái sản phẩm số để mà chúng ta có thể mang ra ngoài bán và có thể tìm kiếm được doanh thu trên các sản phẩm đó. Vì các bạn thấy ví dụ như là các các bạn thấy là các cái phần mềm quản trị ví dụ như là các bạn thấy cái là các phần mềm ERP, các cái phần mềm liên quan tới việc quản lý kênh phân phối. Các bạn thấy họ có thể quản lý một cách độc lập, họ có thể tìm kiếm doanh thu một cách độc lập. Tiếp theo là các phần mềm tính hỗ trợ các cái sản phẩm số mang tính hỗ trợ ví dụ như là các bạn thấy là có những cái sản phẩm số mang tính ví dụ như là chúng ta có thể uh, tích hợp vào các cái hệ thống các cái sản phẩm hiện hữu để mà tăng cái khả năng ví dụ như là quản trị CRM các các cái khả năng mà mang tính là chúng ta hỗ trợ về mặt uh, tracking hành vi người dùng nền tảng kết nối thì các bạn thấy có những cái nền tảng kết nối ví dụ như là những nền tảng liên quan tới Open API các ngân hàng hiện nay cũng đang phát triển các hệ thống Open API để mà hợp các cái sản phẩm dịch vụ ngân hàng vào các cái sản phẩm số khác à, ví dụ như là chúng ta có thể tích hợp các hệ thống thanh toán tích hợp các hệ thống customer onboarding vào các cái sản phẩm của ví điện tử rồi cuối cùng là tài sản số thì tài sản số nó là vẫn có thể hiểu là một cái đầu ra của các cái sản phẩm số tài sản số ví dụ như là data khách hàng đó là một trong những cái rất là quan trọng và cực kỳ nhạy cảm thì tài sản số đôi khi họ vẫn có thể là mang tính mà kinh doanh được và có thể là tài sản số bên cạnh mang tính kinh doanh thì có thể là các cái nền tảng số hoặc có thể kết nối lại thành một cái ecosystem để mà tận dụng khách hàng với nhau, tận dụng cái sản phẩm với nhau. Đó là tài sản số. Thì tài sản số nó có thể là data, nó có thể là sản phẩm, nó có thể là nền tảng kết nối. Ờ, nhưng mà tài sản số đó là một cái nói chung là khác phát sinh khá là mới hiện nay à, nó ví dụ như là các bạn thấy bình thường chúng ta có tài sản bình thường ví dụ như bất động sản bất hoặc là động sản thì bây giờ bất kỳ một cái hoạt động kinh doanh nào nó cũng sẽ có tài sản thì kinh doanh số nó cũng là như vậy nó cũng sẽ có những tài sản được sinh ra khi mà chúng ta kinh doanh số các cái bước phát triển sản phẩm số thì chúng ta sẽ làm như thế nào à, các cái bước phát triển sản phẩm số đầu tiên là các bạn phải uh, tìm hiểu và phát triển sản phẩm số dựa trên sản phẩm truyền thống Sản phẩm truyền thống luôn là cái nền tảng tại vì như mình đã nói là rất là nhiều lần là thế giới ảo là sự phản chiếu của thế giới thật. Khi mà chúng ta thực hiện phát triển sản phẩm số thì chúng ta cũng phải dựa trên sản phẩm thật để mà chúng ta phát triển. Tiếp theo rồi chúng ta sẽ xây dựng quy trình xử lý số. Là vì sao? Tại vì các bạn thấy ví dụ như là xử lý giấy tờ đi. Xử lý giấy tờ thì quy trình xử lý giấy các bạn bê nguyên quy trình xử lý giấy đó các bạn bê lên quy trình số không thể nào ra được cái chuyện đó các bạn các bạn phải có quy trình xử lý hồ sơ giấy tờ thủ tục số Tại vì số nó sẽ mang tính tiện lợi, mang tính tiện ích, mang tính rút gọn rất là nhiều so với quy trình giấy. Cho nên cái cách xử lý cũng sẽ khác cũng như là các cái quy định liên quan tới kiểm tra, liên quan tới bảo bảo rủi ro, liên quan tới pháp lý nó cũng sẽ rất là khác biệt so với quy trình giấy. Thứ ba là lưu ý đầu ra, đúng không ạ? Bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy thôi. Bất kỳ sản phẩm nào các bạn cũng phải lưu ý đầu ra chứ không phải các bạn cứ làm sản phẩm màu ào rồi cuối cùng các bạn bán không được. Và cuối cùng là các bạn cũng phải quan tâm tới việc phát triển hệ sinh thái hệ sinh thái là một trong những yếu tố quan trọng để mà chúng ta có thể phát triển mở rộng cái sản phẩm số của mình mở rộng kinh doanh sản phẩm số tại vì rất là nhiều khác biệt so với sản phẩm truyền thống và cũng như là đối với sản phẩm số chúng ta có thể dễ dàng kết nối với các cái nền tảng khác nhau tạo thêm một cái network làm nên một cái hệ sinh thái rất là dễ dàng và chúng, và từ đó chúng ta có thể expand cái sản phẩm của chúng ta rất nhanh rất dễ dàng tóm lại qua những cái phần này thì các bạn thấy là phát triển sản phẩm số thực sự không khó cái khó ở đây là thứ nhất chúng ta phải có quy trình xử lý số cho sản phẩm đó bên cạnh cái việc là chúng ta xây dựng sản phẩm số cái thứ hai chúng ta phải lưu ý đầu ra chúng ta không thể nào chúng ta chỉ có ý tưởng chúng ta không thể nào chúng ta chỉ có sáng tạo rồi mà chúng ta không có đầu ra để mà tìm kiếm cái cái doanh thu cho nó tại vì sao các bạn đã đầu tư tiền bạc thời gian này nọ thì các bạn phải tìm kiếm lại doanh thu để mà chúng ta có thể bù lại và cũng như chúng ta có thể đầu tư tiếp chứ theo thì các bạn thấy là khi mà chúng ta làm về sản phẩm số thì chúng ta cũng phải lưu ý về khía cạnh về mặt phát triển hệ sinh thái đối với sản phẩm truyền thống thì các bạn có thể một một các bạn có thể tự mình xử lý nhưng đối với sản phẩm số thì sự phát phát triển hệ sinh thái là một trong những key point để mà các bạn có thể tồn tại từ tồn tại rồi các bạn có thể phát triển ờ, hy vọng qua video clip này các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm số và quy trình phát triển của nó ờ, hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công